nha. Rồi ngước lên, ngước mặt lên đây. Nếu như hiểu được thì hãy ngước 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 mặt lên cho mọi người xem coi. Ngước Ngước lên. lên. Nằm 2 Rồi. giờ là chuyên gia vậy đó. Nằm lâu không cô? Nằm hoài vậy đó, nằm cũng như sáng hồi mộ bác Kiệt nằm ngoài á, là sáng là 5 giờ rồi là đi ra nằm riết tới chừng nào nắng dữ lắm đó. Đó, nằm riết nó đỏ lên khúc luôn đó. Cho nên cô nghĩ mình người mà thương con cháu mà không đánh đổi như con chó. Chỉ ra lâu lâu ra dòm thôi chứ đâu có mà nằm suốt ngày đêm với cho nội mình vậy được. Mà con chó nó ngày đêm canh thâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Long An. Và hôm nay thì Bùi Hồ tìm về đến đây để mà tìm về lại cái câu chuyện mà năm xưa có một cậu bé 2 tuổi, vì không may thì cậu bé này mới bị đuối nước, và đây là cái nơi mà bé đã mất. Và sau khi đuối nước thì một cái câu chuyện khá là ly kỳ, đó là một cái con chó, sau đuối nước chôn cậu bé thì con chó này nó cứ nằm trên ngôi mộ chủ không chịu đi, và ai đánh đập thì con chó này cũng cũng không chịu đi. Và đó, điều đó làm cho xôn xao cộng đồng mạng bấy lâu nay. Nhưng mà nói về cái câu chuyện con chó thì trung thành, về con vật mà trung thành đối với chủ thì chắc có lẽ là chó là con vật mà trung thành gần gũi nhất đối với chủ. Ở Việt Nam thì khá là hiếm khi gặp được một cái câu chuyện như vậy, nhưng mà đọc trên những cái bài báo của quốc tế thì Bùi Hồ gặp rất là nhiều về cái câu chuyện sau khi chủ mất thì con chó lại không ăn nè, bỏ ăn, hoặc là hàng ngày thì cứ lên nằm trên mọi mộ chủ. Đối với Việt Nam thì đây là lần đầu tiên, và vì cái lần đầu tiên đó nên Bùi Hồ mới tìm đến đây. Trước đây thì Bùi Hồ cũng thấy thông tin, nhưng mà còn một điều ly kỳ nữa, đó là sau khi mộ của bé di dời thì con chó này nó vẫn đi đến cái nơi khác. Và những điều kỳ bí xung quanh đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để đến nhà của cô Út, là bà nội của bé hả bà? Bà nội của bé đó. Bây giờ con mời cô Út đi với con nha. Dạ. Bé là lúc đó tên gì hay Bé Kiệt. bé Kiệt. À. thì Kiệt lúc đó thì có chơi Chơi chung với chó. chơi chung với chó thân không cô? Nó cũng như hồi sinh chó về á. Thì chó còn nhỏ, rồi mới tắm rửa sạch sẽ cho nó chơi với con chó. Rồi nó chơi với con chó rồi thì cũng cả năm à. Rồi chó mới bé Kiệt mới té chết. Chết rồi chôn với Kiệt rồi là chó ra mộ với Kiệt nằm luôn. Dạ, Nằm luôn rồi. thì đây là ngôi mộ của bé Kiệt. Đúng rồi, con nhưng của mà con Mino đây. dạ đây là con Mino, hai con Con. chó con ha, Rồi. là con của con chó con của con Mino nó vẫn vẫn như thế này hả Đó cô ha? cũng leo lên đây luôn. Dạ. Đây nè, ăn lát mấy Mino ra thì nhát là tới giờ ăn mới ra. Dạ. Rồi cái tự nhiên giờ con kêu thì thấy lạ là không có ra. Dạ. Thì cô ấp nó mới ra. Dạ. À. Hồi Nhưng sáng mà cũng cô thì trước đây mộ của bé Kiệt nằm ở đâu? ở đó ở đây 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 mộ bé Kiệt nằm bên ngay chỗ lỗ trống đó Lỗ trống nào cô? Đó, chỗ đằng đó đó hả? đó 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 rồi bé múc rồi đó. À, lúc đó thì múc thì con chó nó có phản ứng gì không cô? Múc vô thì con chó nó cũng có leo lên mộ của bé Kiệt á, Dạ. rồi cái gô bé múc lên luôn, múc lên cái bé Kiệt cũng như đưa cái mộ bé Kiệt lên á, Dạ. cái con chó nhát quá con chó bay xuống, bởi vì Robert đưa lên quá cao, đặng cô bé đi vô đó, Dạ. vô đường đó đó cái mực Mino nó bay Dạ. xuống rồi vô đây thì, như Robert đưa vô xong rồi làm tới chiều là con Mino ra đây ngủ với con đó, Dạ. rồi nay là giờ mẹ con ăn thì ra đây ăn rồi cũng con nó leo lên vậy đó, quanh quanh vậy đó. Nhưng mà cô cho con hỏi là tại sao mình lại di dời chỗ bé Kiệt ăn nghỉ gì? Thì cũng như đất nhà Dạ, qua đây cô. rồi qua giờ mình dời về đất nhà đất kia của người ta rồi như mình nằm nhờ á Nhưng mà trước đây tại sao cô không cho Kiệt nằm ở đây mà cô lại cho nằm ở đó? tại hồi hồi đó mình cũng đất của con cháu bây giờ mình di dời vô giờ về đất nhà rồi đấy, đất đó của con cháu
Leo lên nha, mẹ ra kìa. Mà những cái câu chuyện nào tâm linh mà liên quan đến đến mấy kỳ không cô? Có. Như hồi đó trước khi hồi còn mấy kiệt nằm đó đó, hồi đó cái bờ đó còn bờ dầu gió. Rồi ngã nè, mẻ này nè, mấy kiệt về kêu nói là nhà nó sập. Còn cái gì cô? Kêu Bạch Đằng ngã đó, rồi nó kêu về kêu bác ba, nó bệnh bác ba nhà con sập rồi. Rồi ra là ông nội nó thấy cái bờ gió đập bể vậy nè. Rồi nay di dời nó vô thì nó kêu bác hai nó chổng. Nói bác hai ơi, bà nội, ông nội dời vô cái nhà con nghiêng rồi. Nghiêng mấy đây? Có nghiêng nè. Rồi sao? Rồi sửa lại hay không? Chưa có sửa, nó cũng còn vẫn nghiêng nè. Bởi vì mình làm rồi đâu có để ý đâu. Bây giờ nghiêng rồi qua mà tháng thanh minh rồi đâu có làm lại được. Mẹ rất là hiền hả cô ha? Nó hiền lắm. Mino thì năm nay là bao nhiêu tuổi hả cô? Như hồi đó bé Kiệt 2 tuổi mới sinh nó về. Xin nó về rồi nó chơi đó. Bây giờ cái Kiệt chết nay 3 năm. Bây giờ nay chó này cũng 3-4 tuổi gì. Thì bé Kiệt thì có thường về báo mộng nhiều với cô không? Ít lắm. Nhưng nó kêu mấy cô nó bên đây với mấy bác nó không. Dạ. Kêu như thế nào hả cô? Thì cũng như có gì thì nó về báo mộng vậy đó. Như cái mã mẹ thì cũng về kêu. Cái mộ nó đem vô nghiêng nó cũng kêu. Bé Kiệt thì có mấy anh em cô? Nó còn một đứa chị. Chị hai đó. Nay 8 tuổi rồi. Còn tới bé Kiệt. Bây giờ cái bé Kiệt chết rồi, mẹ nó sanh được đứa em bé trai nữa. Nay cũng được 18 tháng rồi. Có nhìn đôi mắt của Mino đượm buồn à? Buồn. Vậy đó. Tối ngày vậy đó, rồi cái nằm hai giò đưa lên. Tại vì mấy hồi đó mần nằm á cũng đen dữ lắm. Rồi đưa vô đây rồi kiện như mua cước gì kỳ rửa cho nó. Chứ hồi đó mà Mino nằm, nó nằm là nằm cứ ăn ngủ ở đây luôn hay sao cô? Tối thì mẹ con ra đây ngủ. Rồi sáng thì vô, rồi trưa thì có khi giờ dẫn con ra đây vậy đó. Tới giờ ăn thì cô kêu cho ăn thì ra đây ăn. Cô cho ăn ở trên này luôn hả? Thì có bữa thì ăn nhà, có bữa miếng nằm đây cô ăn ra luôn. Ăn vậy đó, rồi nằm đó, rồi con nó giờ lại con thì bay lên được, con thì bay lên cũng được ở dưới vậy đó. Nhưng mà khi mà con vật như thế này thì Kiệt về có con chó như Mino như thế này ở trên đây thì Kiệt phải có báo mộng gì nói không? Không có nói, chỉ là báo mộng là vụ thí dụ nhà ấy này nọ của nó rồi nó nói thôi, chứ ngoài ra nó không có nói vụ con chó là cái gì với nó. Nhưng mà riêng duy nhất là cô không thấy không ba mẹ của Kiệt, ba mẹ cũng không thấy nữa, mà nhưng là chỉ cô nó bên này, cô Út nó đó với bác ba nó vào trọng bên đây, còn bác hai nó là cháu ruột tôi á, là tuốt ở đây vô tổng cách 5 cây. Mà nó vô tổng nó kêu bác nó tổng á. Bác nó điện ra hỏi cô chứ cô Út ơi, coi cái nhà ở cái mộ bé Kiệt mà phải nó nghiêng mé bên cô Tám không? Rồi sao mà nó vô đây nó kêu con nè, cái nó rồi mới đi ra mới biết bên đó nghiêng đó. Cái lúc mà hôm bé Kiệt bị nạn tai nạn đuối nước là sao, cô có thể kể lại cho con nghe với? Cũng như cô đi hái rau, rồi mẹ nó ở nhà nấu cơm, ông nội với ông ngoại thì bơm khoan ở ngoài ruộng đây, rồi nó cũng mấy đó, rồi trời mưa tháng 5 mà mưa tầm tã vậy nè, rồi mẹ nó nấu cơm rồi quên, thì nó ra đó thì nó chợt xuống đó hay là gì cô không biết luôn nữa. Tới mẹ nó đi kiếm thì thấy nó nằm lật ngửa rồi. Rồi cũng như cô bác ta sốc nước thì cô cũng có chở lên tới bệnh viện Tháp 10 á. Vợ bác sĩ Diệp nói là cháu nó bị đứt não rồi. Rồi cô mới đem cháu về. Lúc đó khổ dữ lắm, bị vì mưa gió rồi nhà cửa sập hết trơn à con ơi. Rồi tới nó chết rồi mấy chú ở trong xã ra đó
thấy nhà mưa dập vậy đó, che ni lông không à, hỗ trợ ha. Rồi mới nói thôi giờ gắng cất cái nhà đi, rồi nếu có tiền số vốn thì có nguồn về mấy chú chẳng cho. Dạ, có qua đây. Rồi cô cất nhà lên rồi mấy chú la cho thoát nghèo. Chó nó cứ ở trên đây, nó có vẻ là đôi mắt của nó có vẻ là rất là buồn lắm. Buồn. Cũng như hồi nằm ở ngoài thì ấy, mà đưa vô đây từ hôm đó nay là vậy đó. Ăn thì ăn chứ cũng buồn nằm. Là bằng tuổi với bé Kiệt đúng không hả? Nó nhỏ hơn bé Kiệt tuổi hay gì á. Tại vì hồi đó đúng rồi, bé Kiệt to hơn tôi toi. Mới xin về là nó mới chơi với bé Kiệt đó. Bé Kiệt nay 5-6 tuổi rồi, nó cũng cỡ 4 tuổi rồi đó. Và cô phát hiện cái chuyện này khi nào? Lúc khoảng 3-4 ngày á, tuần lễ à, là nó ra nó nằm rồi. Cô chú mới nói là như theo xưa là không nên đó. Cô cũng ra mà đuổi nó hoài, nó cũng vậy à. Thì thôi cô nghĩ vậy, cô để nó nằm luôn. À, nếu như mà... Đây. Đây là điều mà Bùi Hồ mới vừa muốn nói đó cô bác, quý anh chị. Cô lấy cái ra nào. À, Bùi Hồ dự định không biết như thế nào, tâm linh huyền bí như thế nào, nhưng mà Bùi Hồ dự định muốn nói là nếu như linh thiêng hãy nằm xuống đây. Dạ. Mà không ngờ thì sau khi một bữa dùng xong thì Mino nằm trên cái ngôi mộ của bé Kiệt 2 tuổi bị đuối nước như thế này. Và coi có vẻ như nằm rất là trìu mến, nhớ nhung. Trong tất cả các con vật thì chắc có lẽ là con chó là loài vật trung thành nhất đối với chủ. Yeah. Và hiện nay thì việc mà những người mà theo một số đạo ở theo một số nước ở phương Tây thì khi mà mình làm chó, mình lấy con chó mình làm thực phẩm ăn thì có thể là cũng bị mang thổi. Yeah. Và điều đặc biệt đó nó lan tỏa khắp nơi. Nhưng hôm nay thì lại thêm một cái điều kỳ diệu nữa, một sự trung thành của một cái con vật đối với chủ như thế này. Cô bác quý anh chị thấy nè, không biết nếu như ấy hãy nhìn qua đây đứng cái cho mọi người nhìn thấy đôi mắt Mino. Của Mino nha. Kêu là quay qua liền à. Mino ơi, nhìn đôi mắt vô máy nha. Cháu gờ nó cũng được, nó không có gì chứ. Nó Nếu như mà Mino nghe được tiếng, hiểu được tiếng thì hãy nhìn vô đôi mắt cho mọi người cùng thấy nha. Nhìn đôi mắt vô cái máy quay nè. Nó nhìn nhau liền thấy không? Ngước mặt lên đây. Nhất là. Ngước mặt lên đi. Đừng buồn nữa. Ngước mặt lên Mino. Nó. Ôi. Kêu ngước liền à. Mino, nếu như mà nghe thì Mino hãy đứng lên thử cái, đứng lên thử Mino. Đứng lên đây càng. Đứng lên Mino. Ôi rất là thương, bởi vì cô khóc hoài luôn, thấy hoàn cảnh như mình rất là khó giải thích cô bác quý anh chị. Như mình trong thương. các câu chuyện về loài vật mà chó mà trung thành với chủ thì ở nước ngoài thì có rất là nhiều cái câu chuyện về người ta sẽ viết báo lại hay là sưu tập lại những chó mà nó đã sống nhiều năm đối với chủ, và sau khi mà chủ mất hay là chủ gặp nạn thì con chó nó luôn nghe chú luôn nói cứu, luôn cứu. Và hiện nay thì lần đầu tiên mình mới gặp được Mino có vẻ là ngoan hiền và có thể là nghe được mình, chú gờ nó được luôn, mình nói đó, nó hiền lắm, gờ nó nhưng mà trước vui. Đây thì các bạn có lại quay đến đây quay thì Mino có ngoan giống vậy không? Y vậy luôn á. Và kêu thì có nhìn giống vậy không? Có mà ngoắt đuôi nhưng không có nhìn, nay nhìn rồi đó, nay nhìn con kêu là nhìn ha. Đúng rồi. Bây giờ con bác anh chị thấy nè, đây là Mino đang nhìn một cái hướng khác ha, chắc có lẽ là ngại với ống kính này sao á. Mino ơi, nhìn qua đây cái đi. Mino nhìn qua căng, nhìn mặt qua cái đó, nhìn qua liền ha. Rồi ngước lên, ngước mặt lên đây. Nếu như hiểu được thì hãy ngước mặt lên cho mọi người xem coi. Ngước lên ngước mắt cho cho gờ cái nha. Gờ nghe con, không có gì hết trơn, gờ nó là nó mừng lắm, nó hiền dữ lắm, ai gờ cũng được trơn, lại quay phim nhiêu là quay à gờ. Nhưng mà Mino là có mấy người mấy con mấy nó hổng, nó đẻ được 8 con
Rồi cũng như hồi đó xin Mino nè, rồi cái chủ đó xin lại thì cho, rồi còn được 4 con. Cái nó hổm nó bệnh đó, bệnh sốt xuất huyết chết 2 con, còn 2 con giờ ở với mẹ đó. Dạ. Yeah. Ừ. Ông điều này khá là khó, khó giải thích. Thì chú Chiến quay phim cũng sinh con tại vì thấy nó vậy đó. Bây giờ tới con nó luôn nè, nhảy lên ăn vậy đó. Mino ơi, nhìn qua đây ơi, không tin thì nhìn qua đây nè. Đó, nước mặt nhìn qua coi. À, đứng lên này. Đứng lên. Đứng lên đây. Đứng là kêu là quay là quay. Có lẽ con là người người đầu tiên mà có như thể, vậy là chắc có thể là nó có cảm nhận được cái tiếng nói của con. Đúng không cô? Rồi. Dạ. À. Có duyên đó. Có dạ. Duyên á. Chuyện kêu nó quay liền á. Nhưng mà trước đây thì có không? Trước đây thì nó cũng như kêu thì nó cũng ngoắc đuôi ha, làm gì thì nó chịu hết, chứ còn kêu quay vậy như chú là nó không có quay, chưa có quay. À. À. Chứ có lẽ là có duyên rồi. Có duyên. Mino ơi. Mino. Kêu hoài chắc buồn. Buồn. À, qua đây đi. Ghê cái kệ. Ghê cái kệ. Chúng ta nhìn thấy một cái con vật như thế này mà nó thể hiện sự trìu mến đối với một người bạn của nó. Bạn. Một người chủ mà là một người bạn luôn. Chủ rồi bạn luôn. Ừ. Chơi với nó rồi. Và thấy đôi mắt kìa, cứ nằm và đượm buồn. Thật ra thì con có biết được rằng là những bạn trước đây khi mà quay về Mino á, thì để mà cho Mino nằm lên đây cũng là một điều khó. Và đúng không cô? Đúng rồi. Và Mino thường là cũng thường đi lung tung. Nhưng mà hôm nay thì chắc có lẽ là ông trời ông cảm động sự mưa gió mình, và Mino cũng thương mình khó khăn khi mà đi vất vả đi đến như thế này. À, cái giờ mày đang mắc đuôi đó. Hiện nay thì không biết thì cô bác quý anh chị thấy như thế nào ha. Có thể là mọi người sẽ nghĩ rằng á, sau khi về giờ vô đây thì có thể là chủ nhà sẽ tập. Nhưng mà thật ra thì mình xuống đây mình muốn coi sự thật hư như thế nào. Và đó là một cái câu giải thích rất là thỏa đáng cho cô bác quý anh chị. À, bây giờ thử một lần nữa nha. Mino ơi, hãy đứng lên thử. Đứng lên không thử đứng cho mọi đâu. Người thấy đứng, không đứng là đâu. Mino không. Hiểu được quay thôi chứ không thèm đứng nữa. Đứng lên được không? Đứng đi Mino, không đứng. Đứng lên nữa. Đứng rồi. Lên, không đứng. Đứng lên chỉ ra dòm, rồi mắt đuôi. Chắc con cảm nhận. Mino ơi, đứng lên thử xem ơi. Ô, sao? Kêu đứng là người ta buồn á. Không đứng rồi đó. Buồn rồi cả. Buồn, nói là buồn rồi đó, buồn nheo mắt rồi đó. Đem gọi mấy chú quay cũng vậy đó. Tự nhiên vui vậy đó, cái nói hồi cái buồn. Mấy chú đó quay cũng nhiều vậy đó. Làm gì buồn dữ à, dòm lên đi con. Nằm 2 giờ là chuyên gia vậy đó. Nằm lâu không cô? Nằm hoài vậy đó, nằm cũng như sáng hồi mộ bé Kiệt nằm ngoài á, là sáng là 5 giờ rồi là đi ra nằm riết tới chừng nào nắng dữ lắm đó. Đó, nằm riết nó đỏ lên khúc luôn đó. Nằm rồi ở đây bị nắng luôn hả? À, đúng rồi. Rồi cái đầu chiều tối thì ra tới chiều vậy đó, đang trưa nắng quá chịu không nổi thì ăn vô ăn. Ra rồi nằm hồi miếng thấy trời ui ui mát mát là ra nằm nữa. Hàng ngày thì có người vô thì bản tính của Mino có hung dữ không? Không, hiền lắm. Ai ghé là mừng dữ lắm chứ không có kiểu sủa, không có kiểu ngừ ngầu chứ. Nó hiền dữ lắm. Rồi khi mà Mino mà như đẻ con nuôi con bằng sữa như thế này thì cô cho Mino ăn bằng gì? Cho ăn cơm với cá. Cá với cá như ở đây mình có cá đồng nè. Rồi cá lóc kho hoặc cá lòng tâm kho thì cô ăn gì mà cho Mino ăn nó vậy đó. Dạ. Yeah. Như sữa sùm thì bánh thì cúng bá Kiệt á, gà nó cũng không có ăn đó, nó không tha, không ăn. Tự nghiệp đó. Dạ. Yeah. Hiền lắm. À, miễn vậy chứ biết chú Chiến ra là ghé xe rồi là chạy ra liền.
Hôm qua cũng chú mấy chú đó, chú Phương đồ ra đó ghé là cũng chạy mừng lắm, mừng ra mừng mắc đuôi. Mino ơi. Mino. Mino Mino. Kêu vấn kìa. Kìa chú kêu kìa. Ô về là kêu là nói hư cái nhà luôn á hả? Dạ. Bất kỳ nó là cái nhà nó bị mẻ với nó nghiêng bên bà Tám. Bác Hai nó điện ra rồi hỏi mà cô á là cô Út ơi, cô coi coi phải cái mộ của bé Kiệt mà nó nghiêng mép cô Tám không, mà sao nó về nó kêu con rồi hôm cô với chú ra thì có nghiêng mép đó đó. Là giờ cách đây 1 tháng không? Giờ chưa được 1 tháng con. Chưa được 1 tháng. 24 này nữa mới được 1 tháng mà bữa nay mới có 17 mình à. Nay cũng hai mấy ngày à, mới hai mấy ngày à. Giờ vô từ hôm hai mấy ngày tới nay thì mẹ con vậy đó. Tối cũng ra đó ngủ bởi cái mộ nè, quằn quện gì đó. Rồi con thì nằm dưới. Cô có thường lao trên không? Không, cô không có lao đâu. Tại hổm á, là giống như là Thanh Minh á. Ừ. Cái dấu cũ của nó thì chú lấy cước, chú chùi cho nó bóng hết rồi nè. Thì từ hôm bữa giờ vô rồi Mino ra ngủ rồi cô chú không có lao nữa, lao không nên. Rồi để đại đi rồi chứ vô. Ờ, rồi chừng nào mà tới Tết hoặc mình ấy đó, mộ đó mình hả làm luôn. Chứ giờ nó lên nó ngủ hoài vậy rồi lao cũng vậy à. Cũng để cho nó ngủ. Hôm nay thì con đến đây thì biết được Mino đã có con. Dạ. Thì chắc vừa buồn nè. Tính như con vật thì Mino lại buồn, buồn vì cái chuyện cũ nên là nữ con thì con gửi cho cô để cô ít tiền để cô mua sữa cho mấy con của Mino uống nha. Dạ. Nha. Cũng như cái phần của bé Kiệt thì An nghĩ cũng đã xong, có một phần xong rồi. Dạ. Thì Mino vậy thì cô phải cố gắng, đây là một cái con vật rất là trung thành đối với chủ và nó cũng có một nhân tính của con người, một người bạn. Thì con gửi cô cái số tiền này để cô hỗ cô sử dụng cô để mà cảm ơn cháu. Dạ. Rồi vậy hai câu ha. Yeah. Thưa cô bác với anh chị, hôm nay Bùi Hồ muốn đến đây để quay về quay lại cái một cái câu chuyện, xác thực lại một cái câu chuyện là con chó có tên là Mino lại trung thành với người bạn của mình, người chủ của mình là bé Kiệt, không may đuối nước và an nghỉ đó ở đây. Thì trước tiên thì Bùi Hồ muốn gửi thông tin này rằng là con vật, con trong tất cả các con vật thì con chó là trung thành nhất đối với chủ và nó lại gần gũi với mình. Thì nói chung là người ta có câu là vật dưỡng nhân, nhưng mà đối với con chó như thế này thì mình Bùi Hồ gửi thông điệp rằng là ăn cái gì cũng được, đừng sát hại đến con chó ha. Và cái thứ hai là hãy yêu thương loài động vật vì nó cũng là một con vật có tính và nó đôi khi nó hiểu. Nhìn hình ảnh mà cô bác quý anh chị nhìn hình ảnh mà một cái con chó mà nó nằm ngủ gượi như thế này thì hiểu nó nằm ngủ gượi trên cái mộ của người đã mất như thế, của cái Kiệt như thế này, thì mình đã hiểu rằng nó đau buồn đến nào, nó đau buồn đến nỗi nào. Và khi mình nói đến cái này thì bà nội của bé Kiệt cũng đã đẫm nước mắt. Vì thương nhớ Kiệt hay là vì thương nhớ bé Kiệt mà cũng như cô thương mà cô không có gần gũi với mộ cháu nội. Con chó thì ngày đêm nó canh giữ, cho nên cô nghĩ mình người mà thương con cháu mà không đến đổi như con chó. Chỉ ra lâu lâu ra dòm thôi chứ đâu có mà nằm suốt ngày đêm với cháu nội mình vậy được. Mà con chó nó ngày đêm canh thâu với cháu nội mình, nên cô nghĩ là con vật nó còn biết thương người, nên cô nghĩ là sau này nó có chết nữa cô cũng chôn gần bé Kiệt đây. Cho nên cô mới chừa nè. Chừa không phải này. Dạ. Sau này miếng Mino chết chôn đây đằng gần bé Kiệt. Có khi cô bác anh chị em cũng hỏi con chó nó khôn vậy mà cô dám cô bán 300 triệu cô bán không?
cô thì cô nghèo nhưng cô cần tiền, nhưng mà con chó bây giờ bạc tỷ cô không bán nữa, tại vì mình thấy con thú vật mà nó còn biết hơn loài người. Tiền ví dụ cô nghèo bữa nay cô kiếm được thì mai mốt cô kiếm, chưa biết chừng nào kiếm được con chó trung thành được gì. Cô cũng nuôi 3-4 con mà đâu có con nào mà nó gà mò bé kiệt mà nó nằm suốt vậy. Nó không hiểu nó nằm kìa, nằm vậy đó. Buồn thôi, con chào cô nha. Dạ. Rồi, chào cô bác quý chị.